Hiyo, what's up anh em? Ok, anh em tiếp tục trả lời nha anh em. Vâng, wow, hôm nay đi phở 5K về con em báo nha anh em. Thằng em nó cũng là nó đã cài cuốc rất là miệt mài nha anh em. Ok, về sự kiên trì cố gắng của nó có thể được đền đáp gì đó hay không nha anh em. Con hẹt nó cũng khá là ghê gớm nha anh em. Bây giờ để dành gần 100 tỷ đô nha anh em. Quả là kinh khủng nha anh em. Chung là trước khi vào video thì anh em muốn clip kỷ niệm thì sắp lưng thì vẫn cứ như cũ thôi nha anh em. Vâng, và trước khi vào kèo anh em, chúng ta đi mở cái gói tọt tay free với đổ đem sân khách xíu nha anh em. Ok, đào anh. Ok, và đây là quen đầu tiên chúng ta nha anh em. Mở gói tọt tay nha anh em, trong hố của ai nha anh em. Mình nhận vô nhưng mà để rất là lâu nha anh em. Bây giờ mình mở nha. Ok, anh em báo. Hy vọng cho Ba Lan nha anh em. Ba Lan thì húp nặng của đời. Ba Lan ST đi nào. Chứ Ba Lan ST thôi, không còn gì nhiều. Bây giờ mang nó Ba Lan lại ra. Ừ, sao em chìa luôn. Phải rồi, cái đợi mình em. Ok, thế chấm về anh em ơi. Mình nhận hồi Tết tới giờ quên nha anh em. Điện đâu kêu ra mở ra được mấy con đồ hồi Tết nha anh em. Có mấy anh em thắc mắc hỏi quá trời hỏi luôn nha. Ok, mình nhìn hơi bị lâu nha anh em. Thánh nhịn anh em ơi. Ok, và cho bạn năm hết đầu tiên. Giá gối gì gối thằng người lụm luôn. Ui, thì có gối mới đủ rồi. Còn không có gắn ngủ luôn. Ui, đừng có gắn ngủ mở luôn đi bạn. Cái thằng gối này tui mà khó lắm. Trời ơi, min luôn nha anh em. Ok, hết nữa đi bạn. Còn quay đi. Rồi gối đi, gối 15 đi, cái ngủ đi nào. Ui, hủi được thôi. Rác nặng luôn. Mình mở cái lửa nha. Cởi dây. Ui, cứa cho mình uống. Hero Hà Lan dễ ăn lắm. Hà Lan, Hà Lan. Hà Lan hầm này chỉ có FC thôi. Bán. Ok, và hết cuối làm luôn nè. Ba hầm dưới là đi á. Chắc cứu ba hầm dưới chứ cứ đi nè. Nửa tỷ còn gì nữa bỏ gạt lại được. Gối đi. Trời ơi, cái này. Để mình đi ơi. Hãy giờ tiếp tục cho anh em một phát mình mở nha anh em. Vâng. Rồi coi gì? Bỉ đi. Bỉ. Này gì bằng nghe. Đi xa. Có 600 mà có 600 tiếp nha anh em. Đợi mình. Ok. Và 600 về tiếp nha anh em. Mình hít 5 hít đầu tiên. Ngủ em ngủ đi nào. Ngủ 15 đi. 15 rồi. Ngủ thử rồi. Có chuyện hy vọng nha anh em. Nói. Bỉ à. Chưa về. Còn có bỉ. Tôi đen tô gì? Ủa mà đú luôn. Ok, anh em báo cho anh em tiếp tục là nó. Năm hit. Cúi đi nào. Ủa, họ lúc có lỗ. Với bạn em cúi bạn. Gói hiện lên cho 15 hiện lên. Trời ơi, nửa tỷ nữa. Chào anh em ơi. Ok, tiếp tục nha anh em. Chờ đi bạn. Rồi cơ gì? Mình coi mới đủ nha. Buồn lắm luôn. Ba Lan ST. It's a team idea. Lại là cứ đầu ga này nếu mà chút xíu lụm rồi đâu rồi. Ok, anh em 5 hit đầu tiên, mình sẽ 5 hit cuối nha anh em. Gỗ 15 hiện lên đi nào. Nãy không ra nha anh em, toàn con bú ba đú mà. Ừ, có rồi. Hả? Còn 5 nữa đi bạn, 15 còn 5 cũng ngon nữa. Có nữa, rồi hiểu rồi. Không có cứ nào à. Không thấy luôn nha nè. Ok, fan là mình nha nè. Mình thấy lỗ rồi đó. Trời ơi, đúng lỗ. Không lỗ luôn. Ui, quá dữ. Bạn em cưới đi nào. Mới trong 24 đến trong 26 tàu tay hấp nặng. Trời ơi, khô lỗ. Tạm anh em ơi. Lại nha nè. Chơi. Bạn, trước đi. Ba Lan nữa nha anh em, mình dùng Ba Lan thôi chứ nhiêu đó là đủ của đời này, hợp bỉ. Ý. Đi ngoài đâu rồi, mấy đồ que này. Vẫn cứ thế nha anh em, 600 chìa. Hy vọng nó sẽ đậu cho chúng ta đây mình. Ok, chế độ ạ. 5 chìa nha anh em. 5 hit chứ. Thì chỉ ngồi chờ đợi nó ra được cái gì đó thôi nha anh em. Nửa tỷ là phải rồi, có lỗ tôi hầm nữa. Rồi, ý. Hết bỏ rồi, có lỗ bạn. Cái gói lỗ chưa phải 400 chưa lên bạn quả ngon nha anh em. Nãy gói nào bạn gói này đúng không? Gói trường 4 mà mình nhìn nhầm anh em không rõ nha. Giờ mình quay 5 hit đó mình hơi bị dư các bạn. Ok, quan trọng gì anh em ơi, có lại anh em ơi, quay từ cát đó lâu. Ôi tên này rác không bạn, đủ luôn. Ok, mình hết cuối ra nha nè. Nãy anh em không rồi, trời tí mình nha, hy vọng mình sẽ hên hơn em nha em. Gối tờ ti trong 22 cũng ngon, rất là vui rồi. Dễ gì, khó ăn. Trời ơi, tỷ hoài luôn, nãy đó.
Ok, trở lại anh em và anh em mình nha anh em. Ba Lan Bỉ hiện lên. Ba Lan Bỉ đi nào. Pháp tê đi. Là bộ gì? Chú và giết. Ok, đem tiếp. Ok, trở lại nha anh em. Có cái chuyện này xong chuyện cuối nha anh em. Nick này quay 8 lượt rồi bạn ơi. Ok, chuyện cuối cho anh em nha anh em. Chơi đi bạn. Nửa tỷ hiện lên gì lộn. Nửa tỷ hiện lên 15 hiện lên. Đừng phôi. Trời, nửa tỷ nữa. Cái hoài luôn. Ok, mình hit là mình chơi nha anh em. Một triệu bot mà có gói 15 này. Có gói ngon 3 gói luôn. Trước đi bạn. Có lửa không? Lửa. Có lửa nha anh em. Dòng có cộng thôi anh em ơi. Đức. 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 Trời ơi. Ui. Ui anh bạn. Ok. Hai chục. Ba đu. Hai chục cuối nữa chúng ta đi vô kèo nha nè. Ok. Ba đu luôn nha nè. Ok đợi anh. Hay trả lời anh em. Ok đây kèo của người em xưng trường nha nè. Vâng kèo người em hôm qua đưa đó là hai cụ này nó cộng 7 nhưng mà đã đi xa anh em, văng vào người anh em rất là cay cú và muốn đưa mình tiếp nha anh em. Tuy là mình đập thiệt nhưng vẫn tin tưởng mình và đưa cho mình là kèo Luka Modric cộng 7 luôn nha anh em, quá căng thẳng luôn. Ok, sau đó người nên rất nhiều điều và Luka này không bứt tóc nha. Ok, và chân 5 khá ngon. Và rồi mình sẽ đi mua trước nha anh em. Nói chung là hôm nay sân khách đúng đúng kèo nha anh em, và xong cái mình đi rõ đen xong cái về sân nhà nha anh em. Ok, và đi mua mình sẽ hâm nóng nha, cái tình cảm này lên. Vâng, vịt đồ đều có may mắn hơn hay không đây. Và phô anh em để như thế này nha anh em. Ui bảy, ok đợi mình tính nhưng mà chắc 318 nữa tính giờ này hợp lý nha anh em. 318 thì bật thôi một phát ăn ngay nha anh em. Hy vọng mình sẽ may mắn nha anh em. Luka Modric ơi, cụ ơi hãy lên tiếng cho con một lần đi. Và rồi một hoi Luka Modric Real Madrid Ambassador liệu có thể khiến chúng ta âu lo, nhưng mà đã lo thiệt rồi. Tập thể cứ mỗi ngày nó cứ lại xịt như thế này sao, thật là chán nản anh em ơi. Sau đi nhé, rất nhiều anh mày lại bế đi đợi mình xu. Ok trở lại nè. Ok và đi đỏ đen nha anh em. Đập thẻ mới không kẹo ba đú quá, thấy có điền quá thôi đi đỏ đen nha anh em. Mới mua mớ phone anh em đây 7 tỷ nha mà đây con mẹ của mình nha anh em, chứ khỏe anh em quên nha anh em. Ok. Hai dòng 7 tỷ này sẽ đem lại may mắn cho chúng ta nha anh em. Và đỏ đen tò ti nha anh em. Ok, chứ cứ khi vào đỏ đen tò ti thì chúng ta ôi khỏi đi. Chúng ta đỏ đen tò ti trước nha, xong là đỏ đen cuối kia. Vâng, mình sẽ đi mua sân em báo mình. 18, em có lửa thôi. Cố lửa này không thì có lửa nha anh em. Ui, mới ra cái gì á? 3 tỷ, 300 triệu anh em không phải mất. Mình nhầm hả? 3 tỷ. Sư. Phải rồi, con nhầm 18 mà giờ mới được 3 tỷ. Con cho người ta 500 triệu, lời nặng rồi. Quá đã anh em, mới hit thứ hai ư bạn, mình mới hit thanh lụm đó bạn. Như thế nào hit thứ nhất chứ lộn, cái thứ nhất à lỗ nha, nhưng không đúng nhớ lộn nhưng mà ok nha anh em. Siêu nhẹ ngay, không có điện có ngon gì bạn. Mình tới mình xong rồi tới bạn tiếp, mở liền luôn nha. 300 à, này đúng 300 đã 3 tỷ đó, không có hai mấy số không mà nó dài quá bạn. Thằng báo cho anh em vậy liệu có lụm hay không đây. 300 nữa nha anh em. Mới mấy phiên đầu hết đầu mà khá hên rồi nên quá rồi vậy. Tiếp tục là 109 nha anh em. 109 là 4 hit luôn nha anh em. Ok, nãy bạn hit cuối là bạn đúng không? Ok, để tới mình. Mở số le nhau nha anh em. 750 là thấy lỗ nha. Bạn, chơi đi. Tôi nhận báo. Rồi liệu có nổ. Không lửa bạn ơi, 750 xíu. Tiếp tục là mình. Được. Lửa đi. Không lửa bạn ơi, 750 đó bạn ơi. Sao rõ dữ vậy? Lỗ 118 nha anh em. Tiếp. Lỗ. Thốn nha. Ok cho 20. Khoan, bây giờ chúng ta chơi đi. Vì chúng ta đi mồi nó lại mất cái dây ấy đúng không? Mình đang mở liền không chui á. Mình đi mở cái cũng nó chui thì phải đú á, sao quýt. 2 tuổi đó bạn. Mình nắm bằng mở mà có muốn dẹp hay không thì cho bạn ơi, tỷ bạn thấy tỷ quên.
và rồi thằng em nó có điện thoại có thể gọi là bế chui hầm mấy con này anh em ơi, mình đang chờ đợi đây thì phút đó là thiên liên liên căng thẳng nha anh em. Bắt đầu ui cháu ít tự giữ anh em ơi, không sao, nói chung là lỗ 500 triệu cũng không sao anh em ơi, bữa này em minh là nhiêu rồi minh tự giữ anh em ơi, nó cũng vậy. Ok xui nha. Ok và chúng ta đợi mình thôi. Ok tiếp tục anh em nha anh em, demo cho tới nha anh em. Ok mình demo rõ rồi cho anh em mở mới quá không, mở cứ thế như ngày nào pháp ht đi nào thế ấy. Anh chọn phát đi. Ui, anh em hết hồn anh em ơi. Hồi nãy mới ra câu bộ thì ngon. Manchester United. Rapping Baron. Tiếp thôi, vẫn là mình thôi anh em ơi. Và rồi đổ ngay không đây. Gói này rất thích anh em ơi. SC. Bộ. Hết tay. Gói này mở tới một cái chắc có 179 luôn, không đi đâu được. Vời ơi, đời không như mơ ăn hơn. Nhìn thật là khó ăn ha. Tiếp tục, thằng em, 19 đó bạn. Chứ không phải chuyện đùa đâu. Khiến chúng em đùa dỗi nhau. Không chuyện này đâu, cậu gì. Bay nhiêu. Trời đất. Đi ăn. Thôi được không. Siêu tiền con thì chính là hai tay. Nhưng mà đi ăn ngon đúng không, tiền gối 119 nha, được 121 quá hấp rồi còn gì đúng không, phải họ lụm măng quá này đi ngon như anh em. Được thế mình đi mua cho bạn cho bạn mở lại hên nữa chứ, thằng đi ăn luôn là ngon rồi, không gì để nói nha anh em, cũng kiếm được sự đưa bên đây. Ok cái gì còn ngon đi bò hiện lên. Ui đồ cây chứ là vậy rồi cho mình đi chán thật bạn, thích cuối cùng trong cuộc đời này nè bạn, quyết định chúng ta có đi xa hay không đi nè, bạn thích ai nhét cho hai ba dưới luôn nha. Ok mình ấn bạn dứt thôi, lụm đi bạn ơi, đừng có min anh gì, hy vọng đừng có min. Cái gì? Trời ơi, Chile. Cái này 20, có thể quá rồi. Ui, ok, nói chung là về sân nhà chúng ta thôi. Ok, bye anh em, gì đó. Ok, về sân nhà nha anh em. Ok, kèo đầu tiên về sân nhà đó là của người anh em Hữu Băng. Vẫn cứ thế đâu, kèo của người đích này cộng 6 nha anh em. Đập giết ngắn ngẩm luôn nha anh em, đập hoài, đập quỷ, đập hoài luôn anh em. Thật sự, anh em đưa kèo này quá nhiều nha anh em. Hy vọng anh em sẽ đổi kiểu khác, nhưng mà anh em đừng đưa nguồn cái này nữa, mình bị ngán. Nếu mà đưa cùng 7 cùng 8 nha anh em. Ngán rồi anh em ơi, mình ngán tận cổ rồi. Ok. Và liệu phần này có lên hay không. Nói chung mấy ngày hôm nay là thẻ quá đen nha anh em, lên đúng mấy kèo mới đú không à. Thật sự luôn, quá thằng em. Mình đã cộng 7 mình đọc thiệt, hy vọng lần này bạn sẽ lận. Mình không biết, không biết có nhiệt không, có nhịp hay không thì tỷ quên thằng em dứt luôn nha anh em, nó không còn nhịp nha anh em, thằng em rất là dứt khoát nha anh em. Và liệu pha dứt khoát là có đi xa, vẫn là đi xa thôi. Con số 4 biết là quen thuộc như ngày nào luôn nha anh em. Ok để mình show đừng em hay vô anh em ơi, kỳ tiếp theo nha anh em, vâng cử người anh em anh kịp nha anh em, đặt cho người anh em vui luôn, kèm cưới CB của Dortmund cộng 6 nha anh em, đội hình Liverpool nha anh em, vâng cũng khá là đẹp nha anh em, nhưng mà có thể có cấn xíu một số vị trí nha anh em, xém Liverpool thôi. Ok chơi nha anh em, đội pha này mình sẽ dứt, thằng em nó quá là đen nha anh em, thật sự luôn. Vâng chơi họ 116 và Uwen. Rồi giờ 6 nhịp nha anh em, thằng em nó không nhịp vào điều sao không? Đập thể cho anh em quên, chúng ta phải gọi là nghiêm túc. Chứ đập kiểu đó anh muốn phá rồi chứ phải muốn đập, muốn lên. Thằng em quá báo nha em. Tinh thần của anh em bây giờ nó hụt hẳn quá rồi. Đừng có là động tác đó mình không cảm thấy gọi là đập đẻ gì hết, nó chỉ thô tục thôi bạn à. Hãy từ bỏ nó đi, đừng cứ cười nữa. Nụ cười của bạn chỉ khiến mình là mình tâm trí hơn thôi. Ok, đợi mình. Ok, đập nha anh em. Nó quá nhiều rồi, giúp nó lú luôn. Oh. 2 3 4 5 6. Còn này nó chỉ thấp anh em ơi, cho nên là cũng không có xúc gì mấy đâu anh em ơi, đập cho vui là chính anh em ơi. Nhưng mà siêu văng quá văng rồi, hồi quá hồi rồi. Ok nói chung là đâu phải rồi bảy, nó con cầu đó dỗ rồi tụt cái quần cái nè. Ok cho là mấy kèo cc thì mình đập lại lên nha anh em, có gì căng căng dạo này sao anh em ơi. Ok thằng em quá là con sáu game anh em ơi,
Ok, tiếp tục thôi, đạo anh. What's up chào anh em, vâng, và đây là kèo của người em Trọng Phúc nha anh em. Kèo người em kia đó là kèo tự chọn nha anh em. Quá sướng, người em được kèo tự chọn. Ok, và rồi người em đưa ra đó là Alaba cộng 6 và Luka Modric cộng 7 và Tony Kroos cộng 6 và Kroos Rodrigo cộng 6 nha anh em. Ok, như thế nha anh em. Ok, vậy đi. Và rồi chắc là mình sẽ đập Rodrigo cộng 6 trước nha anh em. Ok, phôi tự chọn nha anh em, quá sướng em luôn. Vậy phôi em mua cái nhiêu đây, tự chọn quay à, để mình. Ok, nói chung là kinh phí thôi hơi hạn hẹp nha anh em, cho nó đập như vậy nha anh em. Lát cho em mua thêm. Giữ được người anh em, cho nghe điều mua trước nha anh em. Khỏi nhịp, nhịp biết tâm linh, đập anh em quên là phải nghiêm túc. Ok, thằng em báo đang dứt nha anh em. Bây giờ nó sẽ lụm cho anh em được cái gì đó nha. Ok, vẫn không nhìn nha anh em, thằng thẻ anh em không có gì nhìn. Lụm rồi, lụm 4. Bẹ luôn như thế thôi, đợi mình em ơi, xui quần em quá đen. Hay trở lại nha anh em, ok, vô thế này, như thế này nha anh em, mình mới đi mua nha anh em, vâng. Và pha này mình dứt nha anh em, không nhịp nha anh em, lụm. Nhưng mà biên này nó cũng đang cần kiệt anh em ơi, cho nên phải tốc độ anh em ơi, chứ không là đi xa anh em ơi. Thật sự là sao anh em ơi, mình đã định đúng kèo khứa tôi mua lỏ luôn, trời đúng buồn nha anh em. Ok, thằng em báo. Liệu nó có báo hay không? Vui luôn, vừa đủ đô cho bạn luôn. Chơi đi bạn. Cả nhận mà dứt. Không nhịp nha, 26 tuổi nha anh em. Nếu mình đưa cầm đi lên đây. Em hơi quỷ bài đập nha anh em. Ủa thấy sáng nhiều chứ vậy. Cuộc đời anh em à. Thế sao anh em ơi. Thế cuộc đời đập thế đây chứ hả. Dạo này mình bá đu quá, quá buồn luôn nha anh em. Ok, đó đi go nha anh em, còn phôi mà. Còn phôi chơi luôn nha anh em. Phát này mình nha anh em. Thể tốc độ quá anh em. Nghe chắc hơi buồn. Thôi đừng nghe Trọng Phúc rất nhiều nha anh mày, hơi gọi là tốc độ hơi khá là đi lẹ luôn. Ôi thật sự đi ơi. 2 3 4 5 lộn kèo cuối. Ôi đọc quá trời kèo luôn, không lên được kèo nào luôn, vãi thật sự luôn. Nghĩ đi. Cái bời gì nữa anh em. Hay chào lại nha anh em, quẹo kèo chính luôn nha anh em. Ok, 5 cá vừa nãy đập thẻ mà đu quá anh em ơi. Sau đây anh em Trọng Phúc rất nhiều luôn, nhập như kèo năm không lên được kèo nào, quá đời biệt rồi. Vâng, và 5 cá vừa này cũng em báo nha anh em. Ok. Và thắng cái đề luôn nha, đập thẻ xong đó đập kèo khứa kia, bạn thích chưa nào. Quý 900 em về đúng không? À. Quý 900 em về, mà thấy nổi nhiều, toàn chui không có tivi vậy. Rồi cái này nè. Quý cộng 4, quý cộng 6 nè. Sao? Dồn hết lên 5 cao vào nãy hay vào này hay sao? Ok lắm. Ok nha anh em, nói là dồn hết 5 cao quay vào gói này nha anh em. Thì chơi đây. Bạn demo đầu tiên đi. Mình demo cho, anh em mày ngang em bấm demo nha anh em. Nói chung là thằng Bill này còn 33% nha anh em. Hy vọng nó sẽ gồng gánh được tới cuối nha anh em. Rồi, đừng có lửa đâu. Lửa. Ông sẽ nào luôn. Ui, cái con này. Để đứt. Ủa mày đã giảm 50. Xuyên đi bạn. Xuyên. Ủa mày chạm 20 luôn nha. Này ui là chạm mày tới chạm 20 quá ngon. Mình nói con này ngon mà. Mình lụm rồi đó bạn. Mình đưa mua cho bạn đó. Giờ bạn nè sao nè. Hỏi nhiều. Mà thích gì mày con. Vâng, pin giờ không biết còn bao nhiêu trăm sao pin hết rồi anh em ơi. Đang đấu tranh với pin nha. Quá lụm mà 2 tỷ 2 là quá lụm rồi. Chỉ cần hầm thôi, chỉ cần nhiêu đó thôi, không hầm là bà đú rồi. Không hầm là bà đú rồi. Ôi, ẹt bạn mà mở đen quá vậy. Ôi, mình mở đúng hên luôn em. Gì vậy? Tắt ra cái cho bạn. Ê, là màu cái quả lắc, ok đợi mình em ơi. Ok, anh em ơi, gói này không có tivi nè mà. Quá lượm anh ơi, 2 cá vơi này. Trời heo 3 min. Chắc cũng có lửa rồi, có thì chắc cũng có lửa, chắc có cổng hay không thôi. Có cổng thấp nặng. Quá buồn quá. Mấy bạn ơi, giờ tới mình hit đầu tiên demo cho em nha. Bây giờ nghe được cái gì đó cộng nha em. Nó để cộng 0 cộng 6 nhưng mà chắc tính mình nghĩ min quá. Nghĩ vậy. Lửa chắc rồi đó, nhưng quan trọng cái hầm gì với lại cái cờ gì với có cộng hay không thôi. Đúng không anh em? Mình nhìn thứ ba là những quyết định cuộc đời anh em nè. Hầm gì? Hầm mấy cành nè. Wow. Chết bộ. Mà
mà một HOL này nhiêu? 21 cũng được, cũng được. Nhưng mà với 900 nãy thấy nó lời hơn nhiều. Sao bạn? Hả? Quất cái nữa đó là nghe báo nó nói là quất cái nữa nha em, qua hit này là nghe báo tự quyết định cuộc đời đó nha em. Ây da, bạn ơi, mình bỏ cá lên cho bạn luôn á bạn, thật sự luôn. Mở 2 phát 4 tỷ rồi đó. Nãy bạn phát phát ba đủ. Ok, nghe nhả nhả nha em, mới siêu quá nha em. Cảm ơn dưới các bạn, chào hầm ngon đó, đừng hầm mấy cần tới đi rất cao luôn. Hầm gì? Hầm cần đó hả? Ôi, hầm tôi đây, hầm tôi đây. Trời ơi, cái cờ quá rồi, cái cờ rồi, bấm đi rồi. It's a team idea. Hay thì 7 đi chung cũng được. Xuyên, cũng được anh em ơi. Nói chung là anh em ở ra đúng quả ba đủ à, còn nhiêu 2 tỷ mấy cũng ổn anh em ơi, 5k cũng quê mà để coi gia tính anh em ơi, đợi mình xuyên. Nói chung là trả lời nha, 5k quê, nói chung là vậy là cũng ngon nha, cũng cũng được gọi là đường mới nha anh em. Đỏ hơn ra mấy khối lò lọ 900 triệu với 1 tỷ nha anh em, còn 2 tỷ mấy đồ ấn ngon nha anh em. Ok, và trong thư này có gói gì anh em, nó không biết để gì trong đây nha anh em. Không, để người cũ đi em đây. Ôi, không tôi đi. Ờ, tôi đi phải rồi, coi gì rồi chua. Gì rác không mà em kêu mình mở cái gì vậy? Hả? Hủy nha anh em, ok đâu anh. Sure. Quá wow, có gù lên nè. Quý đứa nào hỏi mình mở ra 2 tỷ á, giờ dẻo quá. Ok, đợi mình nha anh em, vào kèm thẻ cho anh em luôn. Ok, và đập khối CP này hồi hỏi mở ra được nha anh em, mở cộng 4 anh em khá là mắc. Gì? Hỏi mở cộng 3, nghe em đập lên 4. Cộng 1 mà. Hỏi mở cộng 1 hả? Hỏi mở cộng 1, nghe đập lên 4 nha anh em, vâng, mà hiểu này pha lên 5, 20 mấy tỷ nha anh em, thằng em nó kinh doanh đấy rồi. Hồi pha này nghe em đập nên ẹt nói cho đập nha anh em, mà đập là chắc mình nữa. Hồi đầu em có thể lùm 20 mấy tỷ không đây. Càng đó bạn, 20 mấy tỷ chào bài đó, bán mà mua nha anh em. Chứ đừng đùa quá này nha. Chào hẳn nha anh em. Thì em là tâm lắc. Dầu đi, ánh sáng đít rồi. À, đen quá rồi, đập tiểu ba đú, mất 20 mấy tỷ luôn, quá buồn cho em, nói chung không sao nha anh em. Còn cơ hội chúng ta có thể làm lại được. Ok, để mình kèo cuối nha em ơi. Hay cho lại anh em, ok, bọn hứa thêm cho anh em quả kèo cuối này của người anh em Bình Minh nha. Kèo người anh em đưa đó là Kevin De Bruyne cộng 7 mùa World Cup nha anh em. Ok, sơ sơ qua mùa thẻ này của anh em cái nha anh em. Ok, và cộng 6, kinh nghiệm 10 đấy, hay 6 nha anh em, chung 5, nói chung ổn phết. Vâng, mà phone thế nào thì đợi mình. Hay trở lại anh em, ok, phone thế này nha anh em, chắc phone này mình dứt thôi nha anh em. Nghe nó quá buồn hả, đạp quả cộng 5 cái giờ nó suy nha anh em, giờ nó úp mặt vô tường nha anh em. Suy nghĩ về đời sâu lắng nha anh em. Hai mấy tỷ không nắm mắt nó ha, tin núi rồi ha. Vâng, nói chung là cơ hội sẽ đến chúng ta một lần khác mà. Nói chung là chúng ta tụi mất cơ hội này và cơ hội ấy sẽ nhường cho người khác rồi. Ok, và rồi sẽ nhường cho người anh em Bình Minh. Và rồi chính ta là mình sẽ là người thực hiện nó lên nha anh em. Ok, và điều có nói này của mình có chính đáng hay không, hay là mất 30 cục thẻ bảo vệ nha anh em. Không nên nói nhiều nha anh em, bởi vì pin sắp hết. Chơi. 1. Bởi vì bị cũ nha anh em. 2. 3. 4. 5. 6. Và đây là Kevin De Bruyne ơi. Tiền vệ số 1 Premier League liệu có lên tiếng? Tiếc là không rồi. Này lên đúng kẹo cộng sáu lỏ nha anh em, cũng giống như hôm qua lên đúng kẹo. Bây giờ tao lỏ cộng 5, không lỏ nhưng mà kẹo bình thường anh em, đúng với mình rất bình thường luôn. Ok, nay nó cho là quý mở gói anh em, thể cho anh em quấn quẩn cứ lịch si thôi. Hy vọng mấy ngày qua chúng ta sẽ hên hơn nha anh em. Ok, nói chung là bye anh em, hẹn anh em vào những clip kén nha. Bye anh em, su và cảm ơn anh em rất nhiều. Su.